Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin kiến thức bảo vệ cây trồng. Tuần này thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Hiện nay thì cây rau đang sinh trưởng phổ biến ở giai đoạn phát triển thân lá cho đến thu hoạch. Diện tích gieo trồng của toàn vùng là 92.000 hecta. Hiện nay cây rau đang bị cùng lúc hai loại sâu gây hại, đó là sâu xanh đang gây hại diện hẹp trên 370 hecta, tăng 16 hecta so với cùng kỳ năm trước và 75 hecta bị sâu tơ gây hại. Để phòng ngừa và hạn chế sâu xanh, sâu tơ gây hại rau, bà con nông dân cần phải sử dụng giống khỏe, sạch sâu bệnh và sử dụng giống chống chịu bệnh. Bên cạnh đó, thì bà con cũng nên trồng rau sen canh với cây trồng khác họ để hạn chế nguồn ký chủ và xua đuổi sâu hại. Đặc biệt là cà chua thì bà con cũng nên sen với rau thập tự để có thể đuổi được sâu tơ. Bên cạnh đó, bà con cũng lưu ý cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sự phát sinh gây hại khi mà điều kiện thời tiết thuận lợi cần xử lý bằng thuốc hóa học để giảm thiểu sự gây hại của sâu. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì bà con lưu ý chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục đăng ký được khuyến cáo sử dụng trên cây rau. Chuyển sang thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết trong vùng trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rông vài nơi, trời rét, đêm và sáng sớm vùng núi có nơi rét đậm. Toàn vùng cũng đã gieo trồng được 40.000 hecta rau, trong đó thì 8 hecta đang bị bệnh mốc xương với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 3 đến 5%. Do gặp điều kiện thời tiết thuận lợi nên bệnh mốc xương, cà chua và khoai tây tiếp tục phát sinh gây hại, có khả năng tăng cao trong thời gian tới. Bà con nông dân cần phải tăng cường công tác điều tra, phát hiện, hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh mốc xương, cà chua, khoai tây và các loại dịch hại khác trên cây vụ đông. Bên cạnh đó thì cũng cần phải thực hiện các biện pháp phòng trừ theo khuyến cáo và chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật địa phương khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với trạng thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác vài nơi, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Hiện nay, diện tích trồng điều ở trong vùng đạt 122.000 hecta đang trong giai đoạn thay lá, da đọt non, ra hoa. Toàn vùng đã ghi nhận 3.500 hecta điều bị bọ xít mũi gây hại với tỷ lệ bệnh từ 5 đến 10% số búp và 2.600 hecta mắc bệnh thán thư, tỷ lệ bệnh phổ biến là từ 5 đến 10% số Lá. hiện nay cây điều đang bước vào thời kỳ giao hoa là giai đoạn cây khá mẫn cảm với điều kiện thời tiết cũng như là các đối tượng sinh vật gây hại đặc biệt là bọ xít mũi và bệnh thán thư bà con cần phải thường xuyên thăm vườn vào lúc sáng sớm và chiều tối để kiểm tra mật độ bọ xít mũi và bệnh thán thư nhằm có các biện pháp chủ động phòng trừ kịp thời Bên cạnh đó thì cũng cần phải chăm sóc bón phân NPK cân đối, cắt tỉa tạo tán thông thoáng để hạn chế nơi trú ngụ của bọ xít mũi. Bà con cần phải chủ động phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bọ xít mũi và bệnh thán thư hại điều do cục bảo vệ thực hạ vật ban hành. Ngoài ra thì diện tích lúa Đông Xuân 2022-2023 đã xuống giống, đạt 25.000 hecta đang trong giai đoạn mạng toàn vùng đã ghi nhận 130 hecta bị ốc bưu vàng gây hại, tăng 49 hecta so với kỳ trước và 300 hecta bị chuột cắn phá với tỷ lệ hại phổ biến từ 5 đến 10%, nơi cao là 25%. Hiện nay, lúa đông xuân 2022-2023 đang bắt đầu xuống giống. Nông dân cần phải chú ý đến các đối tượng ốc bưu vàng và chuột gây hại cây lúa đầu vụ bằng cách là thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời. Để có thể hạn chế được tác hại của ốc bưu vàng và chuột hiệu quả, bà con cần phải tập trung ra quân đồng loạt để di để diệt chuột và thu lượng ốc bưu vàng. Chủ động phòng trừ chuột và ốc bưu vàng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn tại địa phương. Và cuối cùng là tại khu vực Nam Bộ, thời tiết khu vực này trong tuần phổ biến có mưa rào và rông vài nơi. Hiện khu vực này đã thu hoạch được 600.000 hecta lúa thu đông và mùa, chiếm 70% diện tích xuống giống. Ngoài ra, lúa đông xuân 2022-2023 đã xuống giống được 930.000 hecta. Cây lúa tập trung ở nhiều giai đoạn như là mạ, đẻ nhánh, đồng chỗ và chín. Toàn vùng ghi nhận 26.000 hecta lúa bị bệnh lem lép hạt và tăng 11.000 hecta so với tuần trước. Bà con cần phải lưu ý tới biện pháp quản lý bệnh lem lép hạt như sau. Giai đoạn bón phân đón đồng thì bà con không nên bón thừa phân đạm. Từ sau khi bón đồng cho đến trước khi chỗ thì bà con cần phải bổ sung thêm các loại phân qua lá có chứa canxi, silic và các loại phân vi lượng khác để tăng sức đề kháng bệnh. Chú ý là bà con chỉ cần phun thuốc khi mà lúa thập thò chỗ và lúc lúa chỗ đều để phòng ngừa bệnh lem lép hạt và bệnh đạo ôn cổ bông, chứ không nên phun bất kỳ các loại thuốc kích thích nào khác, bởi vì đây sẽ làm mầm bệnh cho bệnh bạc lá và bệnh than vàng, hay còn gọi là bệnh trái lúa hoặc là bệnh hoa cúc tăng nhanh, gây hư hỏng đến năng suất và sản lượng thu hoạch. Và tới đây bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.